do giờ phút này. Có một rào cản, có một ngăn trở nào có thể cản trở chúng ta kết nối với thiên đàng ngay giờ phút này? Thánh Linh ơi, xin rời thẳng đến tâm lòng của chúng con để buổi chiều hôm nay chúng con kinh nghiệm được sự hiện diện ngập tràn của Ngài. Chúa ơi, Ngài là thật. Sự hiện diện của Ngài thánh khiết lạ lùng tại nơi đây cùng với chúng con. Tất cả sự mệt mỏi, tất cả mọi sự cố kỵ đều bị cướp đi để chúng con hôm nay có một điều kiện mới. Vì chúng con đã được chuộc mua bằng chính mạng sống quý báu của Ngài. Quyền thuộc về và duy nhất, lý do duy nhất chúng con không ở đây là để các loài người vừa yêu thương. Chúa, 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 Chú
nhưng chẳng xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, tự hạ mình xuống trở nên giống như loài người. Ngài đã tự hạ mình xuống, phân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cái thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao, bán cho Ngài dẫn trên hết mọi dân. Amen. Ngài là
hợp với điều múa này đúng không ạ? Tennessee đó là anh em đúng không ạ? Lời nói đầu tiên xin thân kính nhập gửi lời chào đến quý mục sư trong ban điều hành thánh hội, quý mục sư đoàn, quý mục sư giáo hành trưởng, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn thanh niên thuộc hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam có mặt trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta ngợi khen Chúa sự hội họp thánh tốt lành này. Hãy dành một tràng pháo tay để ngợi khen Chúa và cùng chào đón lẫn nhau trong buổi chiều hôm nay. Xin kính thưa quý đầy tớ Chúa và các bạn thanh niên, chúng ta đang sống trong một bối cảnh đầy bất an, đầy lo lắng, đầy bi kịch và cũng đầy những điều băn khoăn, đúng như Kinh Thánh đã nói. Chúng ta có đau buồn khi nhìn thấy thực trạng của xã hội hôm nay. Số lượng người phạm tội đang gia tăng ở tất cả các quốc gia. Số lượng các bạn trẻ bỏ việc, bỏ học để đi theo con đường nghiện ngập tệ nạn đang gia tăng một cách rất nhanh chóng. Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn đến những thực trạng đau buồn trẻ? Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều những lý do khi đề cập đến những điều này. Nhưng có những yếu tố rất là phổ biến được tìm thấy ở hầu hết những cuộc đời đã và đang kinh nghiệm những thất bại. Đó chính là họ không có tìm thấy ước mơ cho cuộc đời của mình. Họ không dám sống, không dám trả giá để theo đuổi ước mơ của mình cho đến cùng. Chính cuộc sống buông thả, chính cuộc sống nhàn hạ đã dẫn đưa họ đến những con đường sai trật, mãi mãi xa cách đến cánh cửa thành công. Và đặc biệt, quan trọng và nguy hiểm hơn nữa, khiến họ mãi mãi xa cách với tình yêu của Đức Chúa Trời. Thấu hiểu được những điều này, chính vì thế, ban tổ chức buổi chiều hôm nay đã chuẩn bị buổi talk show với chủ đề Let Your Dream Come True, có nghĩa là biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Ước mong rằng thông qua buổi talk show buổi chiều hôm nay có thể giúp các bạn trẻ thiết lập được mục tiêu và kế hoạch cho cuộc đời của mình, và cũng như các bạn sẽ tìm được một động lực để có thể theo đuổi đến cùng và chạm đến cánh cửa thành công. Và ba vị khách mời đặc biệt của chúng ta trong buổi chiều hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Và còn điều quan trọng hơn nữa là nếu như trong buổi chiều hôm nay, nếu các bạn còn có điều gì thắc mắc mà muốn được nghe các vị mục sư của chúng ta trả lời trực tiếp, thì hãy mạnh dạn cầm điện thoại của chúng ta lên, soạn tin nhắn để gửi về fanpage của The Future Day. Ban kỹ thuật sẽ luôn túc trực ghi nhận những câu hỏi và sẽ nhanh chóng gửi đến quý mục sư, và các bạn sẽ được lắng nghe câu trả lời ngay trong lúc các bạn đang có mặt tại hội trường này. Và chúng ta cùng chào đón vị khách mời đầu tiên, mục sư Lê Minh Phương. Mục sư Lê Minh Phương, mục sư trưởng của một vụ trung tâm giải cứu cơ đốc gia đình Missy, hiện mục sư đang là người truyền cảm hứng và giúp đỡ cho rất là nhiều cuộc đời vượt từ bóng tối của nghiện ngập, tìm thấy ánh sáng trong cuộc đời của mình. Và chúng ta cùng chào đón một khách nữ duy nhất cho buổi chiều hôm nay, cô Hồng Hồng Đoàn. Xin mời cô cùng Hồng Hồng bước lên đây được không ạ? Dạ, cô Hồng Hồng Đoàn tốt nghiệp ngành tâm huấn cơ đốc tại Singapore. Cô cũng là người thiết lập dự án Happiness by Grace, kênh tư vấn và chữa lành cảm xúc bởi âm điểm. Và cô cũng đang lên rất nhiều kế hoạch để giúp đỡ cho nhiều cuộc đời bằng các khóa học. Và chúng ta chào đón vị khách mời cuối cùng, mục sư Đỗ Văn Thông. Mục sư Đỗ Văn Thông, mục sư giáo hạt trưởng giáo hạt Phước Hạnh, và cũng đang được chú dùng rất đặc biệt và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta cùng chào đón bằng khách mời, chào có tay nữa. Khi nhận được thấy các vị khách mời đang đã rất là háo hức để giúp đỡ cho chúng ta trong buổi chiều hôm nay, và bằng phương cách hỏi và đáp, buổi chiều hôm nay các vị khách mời sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi, qua đó sẽ giúp đỡ cho các bạn tìm ra được những chìa khóa hầu cho các bạn dùng nó để bước đến thành công. Và mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu chương trình talk show cho buổi chiều hôm nay với chủ đề Let Your Dream Come True. Một tràng pháo tay.